cho phép chúng tôi xin được hân hạnh gửi tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý và tuyệt vời hơn cả những nhân vật chính góp phần vào thành công của sự kiện ngày hôm nay. Hơn 700 con người kiệt xuất, những chiến binh xem quả cảm của thị trường, chúng ta đã cùng nhau hội tụ tại sự kiện đào tạo thông tin tòa các đồ TC3 dựng Canopy Harmony. Và những lời nói đầu tiên cho phép về đây xin gửi tới tất cả quý vị, các chị và các bạn có mặt tại đây lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Và xin cảm ơn nhiệt huyết của tất cả quý vị, các anh chị đã và đang mang tới cho sự kiện đào tạo lần này. Và thưa quý vị thân mến, khi nhắc tới dựng Canopy Harmony, đây là mảnh ghép cuối cùng hoàn thành cho bức tranh vẽ tương lai vươn tầm ngay trong lòng khu đô thị Vinhomes Smart City, giúp mở ra khung trời trải nghiệm hoàn hảo cho cả người lớn và cả trẻ nhỏ, nơi môi trường sống tích cực được lan tỏa giữa những cư dân văn minh và gắn kết, tạo thành một lối sống thời thượng hướng đến chất lượng cuộc sống tương lai tốt nhất. Hiện nay trên thị trường bất động sản thì dự án The Canopy Residence nói chung và The Canopy Harmony TC3 nói riêng đều đang là những bất động sản có sức nóng và được đông đảo quý khách hàng và nhà đầu tư đã vô cùng quan tâm và săn đón. Và theo ghi nhận của chủ đầu tư Vinhome, chỉ sau 3 ngày khi mở bán thì hai tòa đó là TC1 và TC2 đã bán hết sạch hàng và dự kiến tòa TC3 cũng sẽ cháy hàng trong thời gian ngắn sắp tới. Vì đã có rất nhiều những quý khách hàng và nhà đầu tư liên hệ để tìm kiếm thông tin về dự án lần này. Và thưa quý vị, đặc biệt khi đây còn là tòa căn hộ cuối cùng có chính sách bán hàng tốt nhất trên thị trường hiện tại mà các dự án tại phía Tây của thủ đô Hà Nội không có. Và thưa quý vị, vậy thì chính sách đó có gì đặc biệt khiến cho thị trường lại sôi sục đến như vậy? Thì ngày hôm nay, chủ đầu tư Vinhome sẽ bật mí tới cho tất cả hơn 700 chiến binh kinh doanh có mặt tham dự buổi đào tạo này. Xin chào 700 chiến binh sale đã có mặt trong ngày hôm nay. Và mọi người cho em một tràng pháo tay để trước khi đến với phần mọi người mong chờ được không ạ? Và đầu tiên, nói về chủ đầu tư thì chúng ta lại nhấn mạnh lại thêm một lần nữa, The Canopy Residence là sản phẩm đầu tiên đến từ chủ đầu tư có trụ sở tại Singapore, có số vốn lên đến 690 triệu đô, đạt top 7 thế giới và bắt tay cùng với Vinhome, top đầu thương hiệu bất động sản Việt Nam. Và với cú bắt tay này thì đây là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho tiến độ thi công và bàn giao, cùng với đó là một chất lượng dịch vụ xuyên suốt cho tất cả những cư dân đang sở hữu và sẽ sinh sống tại The Canopy Residence. Nói về vị trí đẹp nhất thì chúng ta cũng quá rõ về vị trí của Canopy rồi. Nếu khi mà con đường thông sang Gelendzico được mở ra thì chắc chắn The Canopy Residence sẽ là phân khu có tiềm năng tăng giá lớn nhất. Và ngoài ra thì Canopy còn nằm ở một tâm điểm giàu sang, chúng tôi hay gọi là tâm điểm giàu sang, bởi lẽ là tất cả những khu vực chung cư tại đây đều có một mức giá có thể nói là trung bình cao, và chắc chắn là những khách hàng, những cư dân đã mua tại những chung cư này thì đều là những khách hàng có khả năng tài chính vững vàng nhất tại Vinhome Smart City, tạo nên một cộng đồng tinh hoa và khác biệt. Và kế đến đó, chúng ta sẽ nói rằng về một cái tiến độ hoàn thiện của The Canopy. Tại sao mà tôi lại nói là The Canopy Residence lại là phân khu hoàn thiện nhất? Thì có lẽ là từ đầu đến giờ, tính đến thời điểm này thì đây là phân khu duy nhất mà chúng ta đều xây dựng và bàn giao đồng bộ chỉ trong một quý. Và điều này thì nó nằm ở câu chuyện là khi mà chủ đầu tư Singapore cùng với cả chủ đầu tư Vinhome ngồi lại với nhau thì họ có chia sẻ với chúng tôi rằng họ mong muốn mang đến những chất lượng về xây dựng và sinh sống tốt nhất cho cư dân tại Canopy. Họ mong muốn rằng là khi mà cư dân Canopy để vào ở rồi thì họ sẽ được hưởng một cái hệ sinh thái hoàn thiện nhất, không có khói bụi, không có tiếng ồn trong vòng 300 mét quanh dự án. Và cùng với lại đó thì xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình để tôi cập nhật một chút về tiến độ hoàn thiện của The Canopy Residence cập nhật trong ngày hôm qua. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
và sở hữu một hệ tiện ích cực kỳ hoàn hảo, bốn không gian tiện ích chủ đạo. Bốn không gian này sẽ không phải là bốn cảnh ghép riêng lẻ, mà nó sẽ là tạo nên một chu trình tái tạo năng lượng. Mà như buổi thuyết trình của TC1 và TC2 thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Đấy là chúng ta sẽ có khu vực Active Zone, khu vực Garden Zone, khu vực Family Zone và khu vực Wellness Zone. Và kế đến đó, để sở hữu và để bán nhiều TC1 và TC2 đến như vậy, thì tôi nghĩ rằng một phần lớn cũng từ chính sách bán hàng ưu việt với bốn phương án lựa chọn, và phân ra rằng là một phương án, hai phương án là sẽ bàn giao nhà vào năm 2025 và hai phương án sẽ được bàn giao nhà vào năm 2027. Và đây là phương án lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường phía Tây. Và với 5 điểm key selling points cực kỳ chú trọng như vậy thì đã lan tỏa được sức nóng từ toàn TC1 giờ Canopy Vista, khởi nguồn cơn sóng đầu tư tại Vinhome Smart City, lan tỏa đến TC2 giờ Canopy Summit, bùng nổ bảng hàng, và đến hiện tại là TC3 giờ Canopy Harmony. Sẽ có điều gì thú vị thì xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình sau đây để hé lộ những hình ảnh, những video đầu tiên về TC3. Xin trân trọng kính mời. Cùng vươn cao với những khung trời rộng mở, chạm tương lai với những trải nghiệm hoàn hảo trong tầm tay, ngay tại tòa căn hộ đắt giá cuối cùng của The Canopy Residence, The Canopy Harmony TC3, mở ra cuộc sống tơ tưởng và tiện nghi xứng tầm, mở cửa đón khung trời tương lai cùng tầm view quảng đại bậc nhất. Với một vị trí là vị trí lõi của tâm điểm giàu sang, với chiều cao là 38 tầng đổ và 2 tầng hầm, thì tổng số lượng căn hộ của chúng ta là 586 căn hộ
với 16 căn trên một mặt sàn và sảnh hành lang của chúng ta là 1m8. Với dự kiến thời gian bàn giao sẽ là quý 3 năm 2025. Và chúng ta sẽ có những loại hình sản phẩm tương tự như là TC1, TC2. Đấy chính là studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ cộng và 3 phòng ngủ. Và mở ra tiếp theo của chúng ta sẽ là mở ra một bộ chỉ số tiện nghi cao cấp nhất của TC3 nói riêng và của The Canopy Residence nói chung. Và tôi tin rằng là với những điểm này thì khó có một dự án nào tại Vinhome Smart City có thể đạt được bộ chỉ số này. Đấy là chúng ta sẽ có 2 nhà để xe nổi, 2 hầm để xe, 3 trường học, 3 công viên và 3 tổ hợp thương mại dịch vụ. Và đặc biệt mọi người nhìn thấy 2 nhà để xe nổi và 2 hầm để xe. Tính đến thời điểm này, tại Vinhome Smart City chỉ có The Canopy Residence và TC3 mới có thể đạt được, và nó sẽ giải quyết được đa số những cái nhu cầu của khách hàng đang tìm kiếm tại Vinhome Smart City. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là mở ra những trải nghiệm hoàn hảo với 3 lớp tiện ích. Lớp tiện ích đầu tiên thì như mọi người cũng đã biết rồi, tất cả những cư dân tại Vinhome Smart City đều đang được tận hưởng một hệ sinh thái dẫn dắt của đáng mơ ước của Vingroup. Mà ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có Vinmec bệnh viện, chúng ta có Vincom Megamall trung tâm thương mại, chúng ta có Vinschool trường học, hay là chúng ta có vô vàn những tiện ích xanh như là Vinbus. Và chính vì lẽ đó, tiếp theo tại Vinhome Smart City của chúng ta thì chúng ta sẽ có một lớp tiện ích, đấy là những tiện ích ngoại khu bao gồm là 3 công viên vô cùng nổi bật. Và đến cuối cùng, đấy chính là lớp tiện ích của The Canopy Residence, những tiện ích nội khu ngoài trời cùng với 4 không gian chủ đạo như vừa rồi mà chúng ta đã chia sẻ, mà tất cả những cư dân tại TC3 đều có thể hưởng thụ và trải nghiệm. Và đi vào bên trong, đó là mở ra một cái hệ tiện ích Live Workplace dẫn dắt và lan tỏa từ tòa TC1 cho đến TC2 và đến thời điểm này là TC3. Thì tại tòa TC3 này, chúng ta sẽ mở ra một hệ tiện ích thảnh thơi gắn kết như là tại phòng game room hay là những khu vực kid area, thì chúng ta sẽ có vô vàn những trò chơi dành cho con trẻ, ví dụ như là khu vực cầu trượt hay là bồn bóng. Và tiếp nối đó thì chúng ta sẽ mở ra một hệ tiện nghi về thể thao toàn diện, và khu vực này nó chúng ta sẽ có là phòng gym và phòng Pilates. Và tôi nghĩ rằng là đây là một bộ môn cực kỳ thời thượng mà phái đẹp hiện tại đang vô cùng mong muốn được trải nghiệm để chăm sóc sắc đẹp. Và tôi nghĩ đây cũng là một điểm nhấn của tòa TC3. Và khi mà có những trải nghiệm hoàn hảo như vậy, có những tiện ích như vậy, thì tòa TC3 còn nổi bật ở một chỗ giữa vô vàn 3 tòa. Thì tôi tự tin khẳng định rằng TC3 sẽ là tòa có tầm view đắt giá và đẹp nhất tại The Canopy Residence. Và mọi người có thể nhìn thấy phối cảnh trên đây của chúng ta, đây là mặt Tây Bắc, có thể nhìn xuống view bể bơi công viên nội khu vô cùng xanh mát và trong lành. Và đi từ layout thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một layout cũng khá là thân thuộc với chúng ta. Chúng ta sẽ có 16 căn và bao gồm trong đó chúng ta sẽ có 3 căn studio, 2 căn 1 phòng ngủ, 1 căn 1 phòng ngủ cộng 1, 4 căn 2 phòng ngủ, 3 căn 2 phòng ngủ cộng 1 và 2 căn 3 phòng ngủ. Với layout như thế này thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ở đây, đấy là hướng đông nam thì chúng ta sẽ có tầm view nội khu nhìn xuống khu vực Family Zone và khu vực Wellness Zone. Với hướng đông bắc thì chúng ta sẽ được nhìn ra một công viên đầy cây xanh, rất nhiều những tiện ích nội khu. Với hướng view tây bắc thì chúng ta sẽ nhìn ra bể bơi trong lành và xanh mát của phân khu Tôn Kim. Và tôi nghĩ rằng là mọi người cứ hay nói là Tây Bắc sẽ là khu đất ả khu nóng nhất, nhưng mà riêng tại TC3 thì tôi tin rằng tất cả những căn hộ mà có tầm view này thì sẽ là những căn hộ được săn đón nhiều nhất. Và cuối cùng cũng khá quen thuộc rồi, đấy là tầm view Tây Nam, là tầm view nhìn ra, nếu ở tầm thấp thì sẽ nhìn ra trường học, và nếu ở tầm cao thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian vô cùng thoáng đãng và không bị chắn. Và với 4 tầm view như thế này thì chắc chắn mở ra ở đây
mà mọi người quá quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ có 4 phương án thông thường đúng không ạ? Nhưng tại TC3 thì chúng ta sẽ chỉ có 3 phương án như thế này thôi. Và tôi chia sẻ một chút. Phương án đầu tiên, thanh toán tín dụng thường, thì chúng ta sẽ chỉ đóng tối đa là 50% cho đến khi nhận nhà. Và đây là một phương án dành cho những khách hàng đang dư giả dòng tiền và mong muốn nhận nhà ngay. Phương án thứ hai, đấy là phương án vay ngân hàng, là dự kiến. Ở phần này thì không có phần trăm 24 tháng ạ. Chúng ta sẽ đang hiện tại là đang dự kiến hỗ trợ lãi suất 70%. Và với phương án thanh toán như thế này thì chúng ta sẽ dành cho những khách hàng mà hiện tại còn đang không dư giả dòng tiền và họ nhưng họ vẫn mong muốn là được sở hữu TC3. Và phương án cuối cùng cũng là phương án mà tôi nghĩ đây sẽ là điểm nhấn nếu tất cả các anh chị có thể truyền thông truyền đạt lại tới khách hàng. Đấy chính là về một giải pháp siêu linh hoạt, phương án thanh toán giãn đến năm 2027. Đấy là chúng ta sẽ chỉ đóng tối đa là 50% cho đến thời điểm bàn giao là 2027 và trung bình sẽ chỉ phải trả nhỉnh 1% trên một tháng. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là gì? Điểm đặc biệt ở đây là riêng tại phương án như thế này thì khách hàng không phải lựa chọn thời gian bàn giao nhà ngay từ khi mà ký hợp đồng mua bán, mà đến thời điểm tháng 5 2025 khách hàng hoàn toàn có thể lên phòng thủ tục để nghĩ xem rằng là liệu mình có mong muốn thời điểm đó thị trường bất động sản có tốt lên không, thị trường cho thuê tại Vinhomes Smart City có tốt không và tôi có đủ khả năng tài chính để chi trả hay không. Nếu ba yếu tố trên và khách hàng mong muốn là được nhận bàn giao nhà vào năm 2025 thì khách hàng hoàn toàn có thể lên ký lại một phụ lục với phòng thủ tục và để nhận một cái phần chiết khấu cực kỳ hấp dẫn trên dòng tiền cho khách hàng thời điểm này. Nên chính vì lẽ đó, trong khoảng thời gian từ 2024 thời điểm này đến 2025, khách hàng chỉ phải trả đâu đó nhỉnh 1% trên một tháng thôi. Và đến thời điểm năm 2025 khi bàn giao, trước thời điểm bàn giao thì sẽ lại tiếp tục được chiết khấu một phần chiết khấu cực hấp dẫn trên dòng tiền và được nhận nhà ngay nếu khách hàng mong muốn. Và tôi đánh giá rằng đây sẽ là một giải pháp siêu linh hoạt dành cho khách hàng giãn dòng tiền và linh hoạt nhận nhà. Và tiếp theo tôi nghĩ rằng là sẽ còn có một cái phần nữa, đó chính là trong phần chính sách bán hàng của chúng ta thì sẽ có phần về chiết khấu trị giá 5% nội thất. Mà như tôi cũng chia sẻ từ tòa TC1 cho đến TC2 rồi, đấy là chủ đầu tư Vinhome và chủ đầu tư Singapore thì luôn luôn thấy rằng là khu vực bếp sẽ là cái khu vực quá nhân hóa nhất của mỗi gia đình. Và nếu mà chúng tôi bàn giao bếp luôn thì đâu đó có rất nhiều khách hàng họ muốn thiết kế nội thất hoặc là họ muốn thiết kế cao hay thấp thì sẽ bị hạn chế. Nên chúng tôi quyết định là sẽ dành một gói quà tặng trị giá 5% để khách hàng có thể tự làm nội thất cho gia đình và bản thân của mình cả. Và ngoài chính sách 3 option vừa rồi tôi đưa ra, ngoài chính sách về nội thất này thì tôi tin rằng là tất cả 700 chiến binh sale ở đây đang mong chờ hai thứ nhiều nhất đúng không ạ? Mọi người có thể cho một tràng pháo tay để có thể tiếp tục công bố không ạ? Nhưng lần công bố chiết khấu này chúng tôi sẽ không công bố ngày hôm nay, không công bố một mức cụ thể, mà lần đầu tiên ở Vinhome chúng ta sẽ có mức chiết khấu dành riêng khách hàng có mặt tại sự kiện. Và tôi chỉ có thể nhấn mạnh rằng đây sẽ là mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn. Tất cả những khách hàng có mặt tại sự kiện sẽ đều được nhận mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn. Xin nhấn mạnh lần thứ hai. Và bật nhấn mạnh lần thứ ba là tất cả những khách hàng, 100% khách hàng mà có mặt tại sự kiện và mua hàng TC3 sẽ có một mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn ạ. Đúng không ạ? Bên tôi thấy vỗ tay nhỏ quá. To hơn đúng không ạ? Về mức chiết khấu này là một mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn thì tôi tin rằng là thông tin sau đây sẽ là cái thông tin mà mọi người mong muốn đến 90% đâu 100% anh chị em ngày hôm nay mong chờ nhất, mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi xin công bố mức giá vay trung bình OI
nay phải nói rõ ràng. Mức giá vay trung bình OI trước chiết khấu và chưa có phần chiết khấu nội thất, chưa có phần chiết khấu tặng sự kiện, mức giá trung bình của chúng ta sẽ là 7.8 triệu. Nếu anh chị đang quan tâm đến căn hộ tại tòa TC3 The Canopy thì vui lòng liên hệ với Nhà Tốt Quá hotline và đường link mô tả bên dưới video này để Nhà Tốt được hỗ trợ và tư vấn anh chị lựa chọn được những căn hộ ưng ý nhất. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.